Kính chào quý vị khán giả. Thành phố Rube của Pháp đã nghèo đi khá nhiều kể từ khi các nhà máy dệt đóng cửa. Thời cực thịnh, thành phố có tới 125.000 dân. Nhưng nay công nghiệp không còn, thanh niên bỏ đi nơi khác kiếm việc. Rube đã mất đi tới 1 phần tư dân số. Có tới 4.000 ngôi nhà không có người ở. Lâu ngày xuống cấp, tạo nên những khu phố khá là buồn bã. Tờ Le Dê Co viết, chính quyền thành phố quyết định hồi sinh các khu phố tệ nhất bằng cách thu hút người từ nơi khác tới ở, với chương trình bán nhà với giá tượng trưng 1 euro. Những ngôi nhà không có người ở, kể cả nhà mới gây thiệt hại cho cộng đồng. Nhà phải có người ở thì thương mại và dịch vụ trong khu phố mới phát triển được. Bởi vì là ai cũng cần phải mua đồ ăn thức uống, mua quần áo đồ dùng, đi cắt tóc, uống cà phê rồi mua tờ báo vân vân. Chứ cứ không có người ở, không có người tiêu tiền thì kinh tế địa phương chỉ có ngày càng tệ thêm mà thôi. Đảo Sicily của Italia cách đây 3 năm đã có kế hoạch phục hồi một ngôi làng theo cách này. Một tờ báo nhắc lại là hồi đó ở Gangji, một căn nhà có giá bán chỉ bằng một ly cà phê espresso. Ngôi làng có từ thời trung cổ trên núi, phong cảnh rất đẹp. Nhưng theo bài báo mô tả thì không ai có thể sống được chỉ nhờ ngắm cảnh đẹp. Vì thế nhiều người đã bỏ đi tới các thành phố khác để sinh sống. Hơn 100 căn nhà 1 euro đã được bán tại Gangji trong mấy năm qua. Chủ nhà phải cam kết cải tạo căn nhà nhưng vẫn giữ được mặt tiền cổ kính và phải sống ở đó ít nhất 5 năm. Một tờ báo khác đã kỳ công gửi phóng viên đi chụp ảnh các ngôi nhà 1 euro ở trên khắp châu Âu. Đây là một căn nhà ở Ganji, quá là sập xệ. Ai mua chắc cũng phải tu bổ tốn kém nhiều thì mới vào ở được. Căn nhà ở thành phố Liverpool của Anh không khá hơn. Nhưng cũng có những ngôi nhà ở Áo trông không nên nỗi tệ lắm. Hoặc là ở Pháp, căn nhà 1 euro khá đẹp trong một khung cảnh thiên nhiên cây cối hồ nước hẳn hoi. Bài báo này cũng chụp một căn nhà ở Rube đang được giao bán. Căn nhà 1 euro có kèm theo nhiều điều kiện. Chủ nhà phải cam kết hoàn tất tu bổ trong vòng 1 năm. Phải sống trong ngôi nhà đó ít nhất là 6 năm rồi mới được bán. Mua nhà thì chỉ tốn có 1 euro thôi. Nhưng cải tạo lại một ngôi nhà cũ nát là một khoản tiền to. Có khi lên tới 250.000 euro. Còn nhiều hơn cả tiền xây một ngôi nhà mới từ mảnh đất chưa có gì. Thế nhưng tất nhiên là nếu tính cả tiền đất nữa thì vẫn còn rất rẻ đó là một số bài trên báo chí châu âu tuần qua lê hồng quang phóng viên truyền hình việt nam từ châu âu